Trong lúc thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách theo chỉ thị 16, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các đội xe tiêm vaccine COVID-19 lưu động. Đội phản ứng nhanh để tiêm cho người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, phong tỏa. Sau 2 ngày triển khai đã đạt nhiều hiệu quả tích cực. Trên mỗi xe ô tô lưu động có 5 nhân viên y tế cùng bình oxy, các loại thuốc để xử lý khi có sự cố. Đối tượng được ưu tiên trong chiến dịch lần này là người trên 65 tuổi, nhóm phòng chống dịch tuyến đầu, nhóm có bệnh lý nền. Nếu điểm tiêm có người không thể ra ngoài thì sẽ bố trí xe vào tận nhà, đảm bảo không bỏ qua bất kỳ ai. Hiện nay thì thành phố thí điểm trước là 2 xe tiêm ngừa Covid lưu động. Lực lượng mỗi xe như vậy đó thì ngoài tài xế thì còn có 5 người, gồm có 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng. Bác sĩ thì khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm, giải quyết những tình huống mà các bệnh nhân không có thể đi khám bệnh được. Qua cái tiêm ngừa thì mình cũng khám luôn. Các điều dưỡng thì vừa tiêm rồi vừa đo huyết áp và một số cái công việc mà liên quan tới tiêm chủng. Một xe thì dự kiến một ngày thì từ 100 cho tới 200, tùy theo là nếu mà mình đi lẻ tẻ từng gia đình một thì có thể số lượng nó ít hơn. Nhưng mà nếu mà đến các cái điểm mà tập trung các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống phòng chống dịch thì có thể là lên từ 150 tới 200. Sau một thời gian thì chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức thì sẽ họp để rút kinh nghiệm và có thể nếu đạt được cái yêu cầu đặt ra là cái yêu cầu phục vụ người dân, đảm bảo nguyên tắc là tại chỗ và người dân được thụ hưởng tốt nhất thì chúng tôi có thể đề xuất là nhân rộng mô hình này lên. Phường Linh Trung và Phước Bình là 2 phường đầu tiên tổ chức tiêm vaccine cho khu vực có nguy cơ cao trong đợt này. Chỉ riêng ở phường Phước Bình có 9 điểm phong tỏa đã hoàn thành tiêm được 2 điểm với 400 nhân khẩu, dự kiến sẽ tiêm hết trong tuần tới. Mình đã triển khai 2 điểm tiêm ngày hôm qua, 1 điểm tiêm ở đường số 11 và hôm nay tiếp tục điểm tiêm ở đường 7. 3 điểm tiêm đường 11 khoảng hơn 90 người. Hôm nay là dự kiến điểm đường 7 là khoảng hơn 50 hộ với 290 nhân khẩu. Phường khoảng 9 điểm phong tỏa. Giờ đây đã triển khai được 2 điểm. Trong tuần tới thì tiếp tục triển khai hết, tiêm hết các điểm phong tỏa. Bà con đang rất là hân hoan, phấn khởi. Thì tâm lý bà con ở trong khu phong tỏa thì cái muốn được tiêm để giải tỏa tâm lý. Thì qua cái đợt tiêm này thì rất là hiệu quả. Tại khu cách ly phong tỏa rất khó ra ngoài để tự đi tiêm. Vì vậy, việc đội lưu động đến tận nơi tiêm, người dân vô cùng phấn khởi và chủ động tuân thủ những chỉ dẫn của nhân viên y tế. Rất là kịp thời để có thể mà mình nhanh chóng mình trở lại công việc, các cuộc sống hàng ngày bình thường á. Thì cũng thấy là rất là cảm ơn địa phương là đã tổ chức rất là nhanh chóng. Thì cái việc mà xe lưu động chích vaccine đến tận nhà như vậy thì rất là tiện và rất là gọi là giúp đỡ những người mà không thể nào mà di chuyển một khoảng xa được. Người ta có cơ hội để người ta chích vaccine được nhanh hơn. Nói chung là tiếp cận người dân nhanh hơn, nhanh chóng hơn. Mình cũng tuân thủ được đúng 5K rồi mình về nhà mình cũng giữ gìn vệ sinh theo đúng 5K này nọ thì cũng không có đến nỗi là quá lo lắng khi mà phải chích tập trung như vậy. Mình cũng thấy là mọi người cũng đừng nên quá lo lắng hoặc là lo ngại về cái việc mà chích vaccine nó có gây ảnh hưởng gì như thế nào hay không. Thì vì có cơ hội được chích vaccine thì mọi người hãy tận dụng cái cơ hội đó. Ngoài ra còn có các đội tiêm đi xe máy đến các phường, trong đó sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, phong tỏa, người già, bệnh, người không thể tự đi đến điểm tiêm, người khó khăn.